Thời tiết thay đổi đột ngột, nhiệt độ giảm sâu đã khiến cho những đối tượng có sức đề kháng trong cơ thể kém như là người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân đang điều trị gặp thêm các vấn đề khác như là về huyết áp, hô hấp và tim mạch. Vì vậy, tỉnh Lai Châu đang triển khai các giải pháp để chủ động phòng chống các bệnh ở người già và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Đợt rét đậm rét hại tại Lai Châu mới chỉ xảy ra trong 3 ngày, nhưng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận gần 100 lượt bệnh nhân. Các bệnh lý gặp phải là do nhiệt độ giảm sâu như tăng huyết áp, viêm mũi họng, viêm phổi. Con bị ho sốt nhiều nên vào bệnh viện, xong được các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo ạ. Xong rồi con bọn em đỡ hơn nhiều ạ. Để giữ ấm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã huy động các trang thiết bị giữ ấm. Công tác khám sàng lọc bệnh nhân COVID-19 cũng được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thì đã triển khai rất là nhiều cái hoạt động. Thứ nhất là về vấn đề về cung cấp về quần áo, và thứ hai là cung cấp về chăn đệm đủ ấm cho người nhà bệnh nhân. Phòng ốc cơ sở vật chất thì là các phòng là đủ về kín gió và có đủ các cái thiết bị, ví dụ như là đèn sưởi, rồi là trong những cái chăm sóc điều trị bệnh nhân hàng ngày thì có những cái thiết bị để cho ủ ấm dịch truyền, cũng như là hướng dẫn các cái bệnh nhân người nhà là hạn chế đi ra ngoài. Hiện nhiệt độ ngoài trời của tỉnh Lai Châu đang ở dưới 7 độ C, có kèm theo mưa. Để phòng ngừa nhiễm bệnh khi nhiệt độ xuống thấp, các bác sĩ khuyến cáo người dân luôn phải giữ ấm cơ thể và không thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng hợp lý theo từng độ tuổi. Người già cần đề phòng nguy cơ đột quỵ do nền nhiệt xuống thấp. Những ngày qua, thì nhiệt độ trung bình tại Thanh Hóa phổ biến từ 11 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi giảm xuống dưới 10 độ C. Ngành nông nghiệp của tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc. Nhà bà Lê Thị Ngọc đang nuôi 11 con bò. Qua kiểm tra, do chăn thả nên việc chăm sóc, phòng chống rét cho đàn bò của gia đình chưa bảo đảm yêu cầu. Chuồng trại của bác là che chắn thế này là đang còn sơ sài lắm. Cái thứ hai nữa là nhìn vô thể trạng mấy con bò nhà bác đây là đang rất là gầy và quá trình chăm sóc nuôi dưỡng là chưa tập trung. Thứ ba nữa là số lượng trâu bò là lớn như thế nhưng mà diện tích chuồng nuôi thế này là đang còn rất là hẹp. Mình chưa được đi tập huấn, mình chưa biết được. Cho nên là ở gia đình là chăn nuôi theo cái ngày trước thôi. Cứ thả dòng ra phứa rồi là cho nó đi ăn rồi là về là buộc. Trong đợt rét này, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương đến từng thôn bản vận động người dân thực hiện các biện pháp chống đói, chống rét cho gia súc, tuyệt đối không chăn thả khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, nuôi nhốt có kiểm soát và áp dụng các biện pháp giữ ấm. Cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã quán triệt tới bà con nhân dân chuyển từ hình thức chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi nông hộ, thực hiện tốt cái việc che chắn chuồng trại, rồi là bố trí thức ăn cũng như thức ăn thô, thức ăn tinh, thức ăn xanh và để cung cấp cái dinh dưỡng cho con vật nuôi. Thanh Hóa có khoảng 450.000 con trâu bò, các huyện miền núi chiếm trên 50% tổng đàn. Đa phần các hộ chăn nuôi đã có ý thức về việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi khi thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình chủ quan, chuồng trại cũng chưa được đầu tư bảo đảm. Mặc dù năm qua ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, giá thức ăn chăn nuôi thì tăng. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ tăng trong dịp Tết Nguyên đán đã tạo nguồn thu cho các hộ chăn nuôi. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, thì các chủ trang trại tại Thanh Hóa lại chuẩn bị tái đàn để quay vòng tăng gia sản xuất. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình anh Đoàn Đình Phúc xuất bán hơn 7.000 con gà, thu lãi 200 triệu đồng. Cũng như nhiều trang trại khác, ngay từ mùng 6 Tết, anh Phúc đã mua giống để chuẩn bị tái đàn. Kết hợp với một công ty thú y, để tất cả những đàn gà về thì họ có chuẩn bị những công tác về tiêm phòng vaccine, công tác về vệ sinh dịch tễ. Gia đình tôi cũng tái phục hồi lại là 2 vạn con và để vaccine các thứ chúng tôi làm đầy đủ và đến giờ này là đang thời gian để chăm sóc được cái đàn gà nó khỏe mạnh. Để phòng dịch, hầu hết các trang trại đều mua con giống từ các cơ sở uy tín. Đối với gia súc, các hộ tái đàn theo phương châm gối lứa chứ không ổ ạt. Một số trang trại chăn nuôi lớn đã chủ động sản xuất con giống theo đúng quy trình kỹ thuật. Giao cho bộ phận thú y phối hợp với hộ để tiến hành là kiểm soát tốt cái dịch bệnh, là phát toàn bộ là cái tổng đàn và xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai và tiêm phòng vào cái đầu tháng 3. Năm nay Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng đàn trâu bò đạt 400.000 con, lợn 1,2 triệu con, gia cầm 24 triệu con. Các địa phương đang tập trung tuyên truyền tái đàn an toàn, tăng cường kiểm định chất lượng giống đầu vào, đồng thời hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật để chăn nuôi hiệu quả.